Các bác đang được cùng em nghe và trải nghiệm chất âm trên một cục dung trầm B3 bát 40 bãi của Đức các bác nhá. Được đánh trong không gian diện tích phòng ở bên không gian nhà em trên 100m2 đây. Duy nhất một cục súp trầm B3 bát 40 bãi của Đức này rồi. Lên nhạc nào. Trời ơi các bác nghe tiếng bát nó đập nhá. Em đánh trên một đôi loa LA bãi của Mỹ đây. Đây đang đánh đây. Dây đây em đang kết nối các bác nhá. Đó, dây đang kết nối đây. Nghe tiếng bát rất lực các bác. Tiếng bát rất là lực các bác nhá. Nghe nó đầm, nghe đầm nó rất là tròn tiếng luôn các bác. Lay Cross Music Production. Vị tiếp tục nào. Lên tiếp nào. Trời ơi. Cái giải âm của nó các bác. Nghe cái giải trầm của nó kìa. Nó đánh nó rất là sâu luôn. Rất là sâu và chắc tiếng luôn. Nghe rất là phê luôn các bác nhá. Nghe cực kỳ là phê luôn. Ok, em sẽ giảm nhỏ volume một chút. Quánh rất căng các bác. Nghe rất lực luôn. Ok, xin chào tất cả các bác. Quay trở lại video clip tiếp theo bên cửa hàng bên em. Và các bác có nhìn thấy được ngay là em vừa về được một lô khoảng độ hơn chục con đẩy cả phía đằng sau kia nữa kìa. Hơn chục con đẩy. À hơn chục con súp, em xin lỗi các bác. Hơn chục con súp B3 bát 40 bãi của Đức. Hàng xịn, chuẩn, chính hãng các bác nhá. Đây là một trong những cái cục súp mà em đã trong năm vừa qua em bán cực kỳ là chạy luôn. Và đây là những cục súp bát 40 bãi của Đức xịn các bác nhá. B3 SVK 1500 bãi của Đức xịn các bác nhá. Các bác nên nhớ cho em B3 bát 40 bãi của Đức xịn. Và đây là một dòng súp có chất âm cực kỳ hay. Tiếng bát đánh rất sâu, rất là căng, rất là đỉnh cấp. Và đây là một dòng súp xịn chất các bác nhá. Và trong ngày hôm nay thì em về được 10 cục, hơn chục cục. Thì em sẽ lên sale xả hàng thanh lý giá rẻ cho bác luôn. Nhưng trước khi vào cục súp này thì em đang có hai đồ sản phẩm này muốn thanh lý cho bác. Đầu tiên là em có một cái vỏ thùng của thằng JBL. Có này một vỏ thùng, con này thì nó mất bát được bác nhá. Vỏ thùng xịn luôn các bác. Nhìn thùng vách là các bác biết là xịn hay không xịn đúng không ạ. Bên trong nó còn bông tiêu âm này. Và vẫn còn vỉ mạch các bác nhá. Đó, con này còn bông tiêu âm và vỉ mạch hết tất cả các thứ luôn. Đầy đủ từ A đến Z cho bác chơi luôn, được chưa ạ? Và với một cục súp, một cái vỏ súp như thế này trong ngày hôm nay thì em cũng sẽ sale xả hàng thanh lý cho bác luôn. Con này còn vỉ mạch đằng sau đây các bác. Đây, còn vỉ mạch đằng sau đây các bác nhá. Đầy đủ các bác về mua một cái bát là quánh ok luôn. Đấy, con này thì rất là ngon luôn. Con này sẽ thanh lý cho bác với một mức giá rẻ đến bất ngờ luôn nhá. Một cái vỏ súp này bác nào mà lấy trong ngày hôm nay để cho bác giá đúng 750. 750 các bác nhá, 750 bác nào lấy vừa tròn 800 bao ship tại nhà cho bác luôn. Đó, ok, thích con này thì báo cho em nhá, vỏ súp được chưa? Bên cạnh đó thì em có một cái bát súp, một con bát súp hàng bãi nhá, con này bát súp khủng luôn. Đây là một con bát súp 40. Đây các bác, bát súp 40 nhá. Con này là một con súp khủng luôn. Đấy, con này là bát khủng các bác nhá, con này bát khủng long. Các bác nhìn này, gân của nó toàn bộ là gân vải tẩm dầu. Nhưng mà con này thì nó đã có một vài vết rách ở đây rồi. Đó. Thời gian mà con này thì về các bác thay gân đi thì chạy rất là ngon. Thay gân đi thì ok nhá. Con này thay gân đi là chạy được. Đó. Và em sẽ nhấc cái đằng sau, con này nặng lắm. Riêng một cái củ bát này thôi nó phải nặng tầm khoảng 15 cân. Con này là từ 220 côn côn 110. Côn này, con này côn phải 110 các bác. Côn rất khủng các bác nhá. Đó. Xương đúc các bác nhá, xương đúc. Nó rất khủng. Một con bát súp khủng long bạo chúa như thế này. Ngày hôm nay thì bác nào lấy một con bát súp nha, bát súp 40. Đấy, từ 220 côn 100 mướt. Bác nào lấy trong ngày hôm nay thì xả cho bác một quả này. Giá chỉ có là 850, đắt hơn con này một chút. 850 một quả này, bác nào lấy thì ới cho em. Đấy, bác nào lấy thì ới cho em nhá. Hàng khủng chất, bác nào lấy cứ ới cho em, được chưa? Ok, về phần câu chuyện là về được hơn chục cục thì các bác nhìn. Đó. Hàng cực kỳ đỉnh luôn nhá. Với một con súp B3 bãi Đức bát 40 này bác mua ở trên thị trường nhá, không bao giờ dưới giá 7 triệu đồng. Nhưng khi đến với cửa hàng bên em, các bác chỉ cần phải bỏ ra với một mức giá cực kỳ rẻ. Bởi vì bên em là đơn vị bán được số lượng, bên em bán liên tục và bán rất là nhiều. Thế nên là bên em về những cái lô nào là bên em về số lượng lớn luôn, bán số lượng cực kỳ tốt luôn. Và bên em tự hào là một trong những đơn vị mà bán giá gọi là rẻ nhất thị trường. Một con súp B3 bãi của Đức xịn quánh như bom như này để cho bác giá 3.500.000 đồng, bao ship tận nhà cho bác luôn, được chưa? Đấy các bác nhìn này, súp này về một lô rất nhiều hàng luôn. Đấy các bác, con này được cái tiếng bát của nó các bác. Nghe tiếng bát của dòng súp B3 bát 40, tiếng bát của nó lực.
nghe lực, nghe rất là phê luôn. Tiếng bass nó lực, nó đánh nó căng đét luôn các bác ạ. Nghe cảm giác tức ngực, các bác đứng gần như này nha. Các bác đứng gần khoảng tầm 2-3 mét nhá. Nó đánh tức ngực luôn. Tiếng bass nó đánh nó phả vào người tức ngực luôn các bác. Đánh rất căng luôn. Với một cục súp B3 bass 40 này, không gian phả diện tích tầm khoảng 40 mét vuông thoải mái luôn các bác nhá. Phả trong không gian diện tích tầm 40 mét vuông, em đảm bảo bác chơi tẹt bô luôn, không vấn đề gì, được chưa? Và đây là phía mặt sau này, một cái vỉ mạch tản nhiệt cực kỳ to. Vỉ tản nhiệt rất là to luôn các bác nhá. Con này vỉ mạch tản nhiệt to, được chưa? Con này thì hai volume chỉnh, một volume cắt tần và một volume tăng âm lượng, và một cái nút nhấn để đảo pha. Đó, chế độ line in này. Đó, đây là đường đầu vào, các bác hoàn toàn có thể đánh đường tín hiệu được các bác nhá. Đi đường tín hiệu vào đây được. Đó. Và con súp SVK 1500 công suất khủng 1000W. 1000W. Đấy, giải tần từ 20Hz đến 150Hz. Cái giải tần rất là sâu luôn các bác nhé. Các bác biết là cái giải tần của súp thì rất là sâu luôn rồi, nhưng mà con này xuống giải tần xuống 20Hz là các bác biết là cực kỳ sâu luôn. Đấy, độ nhạy là 101dB, trở kháng là 8 ohm và cân nặng là 35kg các bác nhá, chạy điện 220V. Đó, mua con súp khủng long bạo chúa như này để cho các bác giá chỉ 3,5 triệu thì em đảm bảo với bác đây là một trong cái mức giá gọi là rẻ nhất trên thị trường. Các bác không thể nào mua một cục súp bãi xịn B3 hàng chuẩn chính hãng như thế này với một mức giá rẻ như thế này cả. Đấy, em đảm bảo bác luôn, không thể các bác mua được một cục súp trầm B3 bát 40 bãi của Đức Sĩ như này mà giá rẻ như này được. Đấy, các bác mua cục súp B3 bát 40 bãi của Đức Sĩ nha các bác nhá. Giá cho các bác chỉ có 3,5 triệu, phả trong không gian diện tích tầm 450m2 thoải mái luôn. Đó. Và ngày hôm nay thì em duy nhất lên clip này để gửi đến cho các bác về hàng chất giá xịn 3,500,000 bao cước tận nhà cho bác. Đợt này thì bên em đang có chương trình khuyến mãi rất khủng về số lượng lớn, thế nên là các bác nào trước mua là 3,5 triệu chưa ship thì ở video clip này để 3,5 triệu bao ship tận nhà cho bác. Cực kỳ sốc luôn các bác nhá, cực kỳ ngon luôn. Các bác nhu cầu mua sắm thiết bị âm thanh chính hãng, đấy, bảo hành tận nơi, bảo hành kiểm tra thoải mái nhá, bên em bao test bao kiểm tra cho các bác luôn. Bác nào mua hàng kiểm tra thoải mái, test âm thanh thoải mái cho em mới phải nhận hàng, được chưa ạ? Nhận hàng kiểm tra chuẩn chỉnh mới phải thanh toán tiền các bác nhá. Ok, B3 bác 40 bác của Đức, bác nào thích chốt 3,500,000 báo cho em các bác nhá. Em dừng clip tại đây. Những bác nào đang quan tâm bất kể những dòng loa như LA Autotic giá 6,200,000 hay là bất kể những bộ karaoke chất lượng cao nào thì hoàn toàn có thể liên hệ ngay với bên em các bác nhá. Còn bây giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại bác trong những video clip lần sau. Đừng quên để lại cho xin em một lượt like, ấn comment, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón nhận sớm nhất những video clip tới từ cửa hàng bên em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.